ship xong kìa. Ở đây có cái chợ nhỏ nữa nè ba, chợ casino. Con rồi, con tự nhiên chạy theo mẹ làm gì con gái? Sống đi với papa.
annonce notre destination finale. Je vous souhaite une bonne fête. Bonjour monsieur. Le, okay, bonjour le. Ok. Bonjour, dis bonjour. Hello, hello. Hey. Le, maman, où? Ta maman. Bonjour madame. Bonjour madame, comment allez-vous? Đại lễ kỷ niệm biến cố sự hoàn tất cuộc đời của mẹ trên thế gian, mẹ đã được đưa cả hồn và xác vào thiên quốc. Lễ này được cử hành trọng đại vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Lễ Đức Mẹ Lên Trời, hay còn gọi là lễ Đức Mẹ Mông Triệu, là một ngày lễ quan trọng của các Kitô hữu thuộc Giáo hội Công giáo Roma, chính thống giáo Đông Phương, cộng đồng Anh giáo, vì họ tin rằng khi qua đời thì linh hồn và thể xác của Đức Maria đã được về thiên đàng. Giáo hội Công giáo Roma định sự kiện này là một tin điều phải tin, do Giáo hoàng Pio VII ban hành vào ngày 1 tháng 11 năm 1950 qua hiến chế Thiên Chúa Vô Cùng Vinh Hiển. Trong hiến chế này, Giáo hoàng Pio VII tuyên bố sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Đức Maria Mẹ Thiên Chúa vừa vô nhiễm vừa mãi mãi đồng trinh đã được đưa vào vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác bởi những lý do Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, thân xác Đức Giêsu sinh ra từ thân xác Đức Maria. Thân xác Đức Maria không hề sa sút nhưng vẫn trinh khiết vẹn toàn, và bởi đó thật xứng đáng nếu thân xác ấy không bị hư nát sau khi chết, và vì đã liên kết chặt chẽ với Đức Kitô trong sứ mạng cứu độ của người ở trần gian, nên Đức Maria cũng thật xứng đáng được chia sẻ tình trạng vinh quang của thân xác. Trong Thánh Kinh không có bằng chứng trực tiếp nào về việc Đức Maria lên trời, Hội Thánh Công giáo rút ra kết luận từ đó, cách gọi Đức Maria đầy ân sủng được ghi trong Tin Mừng Luca. Vì đầy ân sủng nên mẹ được gìn giữ khỏi phải chịu hậu quả của tội lỗi.
tức là thân xác không phải hư nát sau khi chết và thân xác được hạnh phúc trên trời ngay cả khi ngày tận thế chưa đến. Khi đặt niềm tin vào việc Đức Maria lên trời, Hội Thánh không dựa vào Kinh Thánh mà dựa vào truyền thống được kể lại. Đây chắc chắn là giáo lý đã được mặc khải, bởi vì các giám mục Công giáo trên toàn thế giới đã nhất trí tin rằng đó là một phần trong mặc khải của Thiên Chúa. Ngoài ra, niềm tin về Đức Mẹ lên trời cũng được biết đến như là một nền thần học Thánh Mẫu trong giáo hội chính thống Đông Phương. Đức Mẹ lên trời là một ngày lễ lớn thường được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 ở một số quốc gia châu Âu. Đây là một ngày lễ nghỉ chính thức bao gồm Áo, Bỉ, Pháp, Hy Lạp, Ý, Malta, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Russia, Liva, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ. Thụy Sĩ thì chỉ có một phần thôi, và Chile, Ecuador, Liban, Senegal. Các giáo hội chính thống giáo Đông Phương theo lịch Julian nên ngày lễ vào ngày 28 tháng 8 và là một ngày lễ. Ở các quốc gia có cộng đồng chính thống giáo lớn như Cộng hòa Macedonia, Romania, Georgia và Hy Lạp, thành phố thủ đô của Paraguay được đặt tên là Asunción để tôn vinh sự kiện Đức Mẹ lên trời. Hồi bữa Ly đi là Ly quay cái góc bên kia mặt trước của nhà thờ nha các bạn, nay Ly quay khúc đoạn phía sau. Và Ly quay cái ngay chỗ mà cha làm lễ, các bạn phía sau làm lễ của nhà thờ đó. Thì phía sau của cái góc bên hông này là bữa Ly chưa có quay. Và Ly đang đi trên đường thì gặp cái madam á, hỏi thăm ở Ly ở đâu này nọ đó các bạn. Thì Ly nói chuyện, Ly quay một chút cho cả nhà mình xem biết. Chứ đi thường thường mấy madam lớn tuổi các bạn thấy thích hỏi thăm mình lắm, thấy mình lạ đó, ở đâu đến này nọ rồi người ta hay hỏi thăm. Thì hôm nay á, mình đi lễ á, thì mình có thời gian nhiều hơn mọi bữa nha các bạn. Nên mình đứng đợi ông xã mình để chuẩn bị cho lễ rửa tội cho Lenny á các bạn. Nên thành ra mấy mẹ con mình ở ngoài nhà thờ cái mình thoải mái mình quay, rồi mấy mẹ con chơi với chụp hình đó các bạn, nên làm ra các bạn thấy nó nhiều vậy đó, là mấy mẹ con chụp hình nhiều lắm. Rồi Ly đăng một tí xíu thôi, giờ tranh thủ mà lâu lâu có thời gian mà các bạn, chứ bao giờ có thời gian để mà đi như thế này đâu, với chụp hình hay làm gì đó đâu, đâu có thời gian, lúc nào cũng đi về gấp gấp không à. Thì lịch sử của ngôi nhà thờ này á là Ly cũng đã nói lần trước rồi nha các bạn, của video trước rồi. Ly sẽ có, các bạn thích tìm hiểu thì Ly sẽ ghi cái link của video trước vào dưới phần mô tả cho các bạn dễ tìm hiểu về thông tin các ngôi nhà thờ ở Pháp nha. Hôm nay trời đẹp các bạn, hồi sáng đi tới thui lui. Tú lơ hả? Le đi phê ông hả? Còn tú lơ luôn. Ui. Thế bên C'est la vie.
après la deuxième lumière. Et le petit moquin là. Oh, ouais, tes chaussures, elles sont magnifiques, Ophélie. Ah oui. Elles sont... ah bah oui. Oh, Ophélie, jusqu'au bout. Raccord avec la robe. Très belle. Très chic. Con phải merci, madame con. Tu es belle comme Claire et Elisabeth. C'est ça. Attention, la maman. C'est gagné. Sorry.